thị Kim Huệ. Làm cho tất cả danh hài luôn trong tư thế cười há mồm. Làm cho tất cả danh hài để lòng ngã nghiêng không ngừng cười. Dạ, chào chị. Kim Huệ xin kính chào quan giám khảo. Dạ. Kính chào quý vị khán giả. Kim Huệ nhà ở Đồng Nai mà gốc ở Tây Ninh. Dạ. Mà lại làm giúp việc nhà cho người ta ở quận 2 Sài Gòn mình á. Rồi bữa nay đi thi gì rồi sao? Biết sao không? Huệ đâu có biết gì đâu đi thi. Tại nghe mấy bà nói sớm mấy bà suối. Thôi thôi mấy bà suối qua đây làm nè. Cho nên Huệ tính xin việc làm. Mà thôi giờ lỡ lên tới đây rồi nói ngay niềm đam mê của Huệ nhiều dữ lắm á. Đầy vời. Dạ đúng rồi. Bây giờ nè thắng được về đại ban. Thấy không? Ừ còn trật về hừ mà gặp bà chủ. cho nên Huệ tới đây Huệ không biết gì hơn là thôi để Huệ cũng có mấy câu giọng cổ vui á để hát cho quý ban giám khảo với quý bà con khán giả với lại cho mấy bà hàng xóm mấy bà suối cho mấy bà nghe. Như vậy là có gia đình chưa? Dạ chồng bỏ 4 đứa con nuôi 4 đứa con tới lớn rồi. Giờ Huệ đi làm ở thành phố, Huệ sống vậy thôi. Mà 4 đứa con giờ có công ăn chuyện làm hết chưa hay sao? Dạ có hết trơn rồi. Mà 4 đứa con cái đó có lo cho chị không? Coi như giờ nó phải lo thân nó, con Út đi bộ đội mới về đó thì giờ Huệ cũng phải lo cho nó, đặng có công ăn chuyện làm, nó đi làm, nó nuôi bản thân nó thôi. 4 đứa lận mà. 4 đứa, 3 đứa kia có chồng có vợ hết trơn. Mà làm cái gì mà không lo là cái gì? Nó làm công nhân, giờ nó phải lo cho con, cho chồng nó. Làm sao lo cho Huệ được, cho nên Huệ tự bản thân Huệ phải lo. Ủa, lo cho con cho chồng cũng lo cho mẹ được chứ có gì đâu. Ở riêng, ở bên chồng. Thì ở bên chồng em vẫn lấy tiền của chồng gì lo cho mẹ. Nhưng mà Huệ không muốn. À, mình bất chấp không cần đi thách thức kinh hài lấy 100 triệu về xài đúng không vậy? Huệ làm giúp việc nhà Huệ biết gì đâu đi thi lấy tiền. Cho nên tại bà con suối, bà con hàng xóm suối Huệ nè, cho nên Huệ mới lên niềm đam mê của Huệ thúc đẩy Huệ lên đây, Huệ muốn lên đây Huệ hát vài câu vui. Nãy giờ thấy Huệ là dạ. Triệu like cho Huệ rồi đó. Dạ. À, nãy giờ là triệu like cho Huệ rồi đó, nhưng mà bây giờ Huệ chỉ cần làm cái gì nhẹ nhẹ là cười ủng hộ liền đó. Nha. Dạ, giờ Huệ xin chú Huy cho Huệ 60 giây. Huệ làm luôn. À, chú Huy kìa, cho Huệ 60 giây kìa. Huệ 60 giây kìa. Huệ làm luôn. Chú Huy. Nghe hai chữ này đôi tay nó bị tê cứng lại. Dạ biết sao không? Huệ cứ tưởng tượng chú Huy là thần Kim Huy á. Tại vì Huệ sắp tới á. Được quá. Trời ơi. Thần Kim Huy trời. Dạ thôi cho Huệ 60 giây đi. Dạ xin mời. Dạ. Xin mời thần chú Huy. Sẽ lắng nghe. Thần Huy nhấn nha chị. Dạ. 60 giây bắt đầu. Vua cha Trấn Thành Trường Giang ơi. Ủa mà lộn. Trong thủy chàng ơi, đây là chiếc áo ngày xưa. Em khoác lên vai để thách thức với danh hài. Trấn Thành Trường Giang ơi, có thấu cho lòng. Đây có gai lông gà em trải trên đường đây. Trấn Thành ơi, Trường Giang ơi, theo dấu mà tìm em nha. Rồi, chúc mừng chị 2 triệu. Dễ thương ha. Ừ. Dễ thương quá. Anh đi chối lông gà em vô. Chứ giờ có 60 giây đi kiếm lông ngỗng ra. Em bởi vậy. Ôi sao có lông gà hơi rải đại đi. Chứ cái này là tàu lao rải rồi gió khỏi bài mất. Vậy bây giờ nè, cái khúc sau hoặc là một cái tiểu phẩm khác nó còn những cái gì nó vui nhộn nữa không, lấy 10 triệu. Có gì vui không? Dạ giờ mình đi xuống đây mình xin việc làm nè, giờ vô kiếm đại gia. À vậy vô kiếm. Dạ. Đại gia hả? Cho Huệ 60 giây nữa đi. Triệu like. Trời ơi tôi mê Huệ quá. Huệ ơi, chú Huy chuẩn bị. Dạ. Dạ chú Huy nhấn. Cho Huệ 60 giây. 60 giây bắt đầu. Nhanh. Trời ơi đây có 2 ông đại gia nè. Cho Huệ vô xin việc làm. Trông như
đang lau hai kho tượng. Đại giới tâm gia chồng còn công chiến lắm chân tôi còn yêu chẳng ai còn bằng công. Các đủ ai đủ ai. Để anh. Trời đất ơi. Chị Huệ, chị có 10 triệu. Trời ơi. Huệ có duyên quá Huệ ơi. Dạ, nhưng mà tấm lòng của Huệ đó, Huệ sẽ ca một câu à. Đại giới thân giá trong vòng không chiếc bóng sớm tối hoành hiu chẳng ai bầu bàn thao thức từng đêm nghe tiếng dế kêu buồn trong đêm dân tội phận cô đơn không người đổi tưởng nay mà thất nghiệp nên đến nhờ đại gia đổi thương giùm. Cái đó thiệt á, Huệ nói thiệt luôn á. Huệ xuống với Huệ xin làm á. Ngày ngày cứ sáng từ Đồng Nai quậy bay xuống quê ca mà tối đây cũng muốn phá khung. Quậy quậy có duyên quá. Bây giờ vậy nè, hiện tại có trong tay 10 triệu đồng. Chị hiện tại chị đang ở một mình và phải tự lo cho một đứa út nữa. Thì 10 triệu đồng đó là nó có giá trị chứ không phải là không. Tiền nhà, tiền chợ, cơm áo gạo tiền. Bây giờ nếu chị nghĩ rằng là những cái phần sau nó cũng có những cái hấp dẫn lắm như thế thì chị làm luôn 20 triệu. Và 20 triệu đó để lo cho bản thân, đừng cho mấy đứa con có chồng có vợ. Thôi Huệ cảm ơn quý ban giám khảo với vị khán giả. Chị không thi nữa hả? Dạ thôi Huệ phải bay về quận 2. Dạ đón vé máy bay để trễ rồi. Huệ về quận 2 đồng Huệ làm. Được rồi Huệ. Dạ Huệ có lấy cái này không? Và phải lấy Huệ ngừng chơi, xin mời hai giám khảo giải thưởng 10 triệu đồng. Nói chung là hôm nay là chị Huệ quá đáng yêu em. Còn cảm ơn. Quá trời đồ nghề trong đây mà sao không chơi luôn trời. Dạ, không phải cái này dở đi. Tại Huệ ăn chay trường, Huệ dở theo. À dở đồ ăn theo hả? Trời ơi, đến khi đồ ăn đem đây luôn. Xin chào chị. Thương Huệ quá. Nói chung là bữa nay dành cho Huệ triệu like. Cảm ơn Huệ. Vẫn đã chiến thắng vang rồi. Thắng của thật rồi.